từ Tennessee phải không anh? Anh Tennessee ạ? Đúng rồi. Đúng vậy. Anh nói thử một trận giải tiếng Việt cho người ta nghe thì người ta hết hồn nghe. Mình không muốn họ hết hồn đây ạ. Trên đời mình không muốn họ vui. Anh nói là không có sợ hết hồn, vui thôi. Anh nói tôi cũng vui thôi. Họ muốn nghe bằng sến, bằng buồn, bằng thất tình, hay là họ muốn nghe bằng Tết, hay là bằng bây giờ trước hết để cho tăng sự phần náo nhiệt của buổi nhạc hôm nay, xin quý vị cho bạn tăng khóa tay thật lớn chào đón anh.